khi mà những cái mảng xanh này xuất hiện á, phải nói là người dân trong khu phố người ta rất là vui, người ta rất là thích. Bởi vì họ cảm thấy là khi mà đi ngang qua một con đường mà họ thấy cây xanh vậy, cảm thấy nó mát mẻ. Thật ra là mọi người dân ở trong đây nó cũng chung tay với nhau để mà cùng giữ gìn, cùng chăm sóc. Những cái cây thuốc nam ở những cái tuyến hẻm như thế này đó là dân rất là ủng hộ. Rồi dân cũng xin những cái gốc của những cây thuốc nam để về mà trồng ở trên sân thượng nhà mình, hoặc là có những nhà là trồng trước cửa. Không chỉ là dân ở trong cái địa bàn dân cư khu phố 6 đâu, mà dân Vãng Lai có cái nhu cầu đi vào trong hẻm, đi ngang cái hẻm này thấy những cái cây xanh này rất là thích. Đặc biệt hơn nữa là các cô là có cho vẽ những cái bức tranh để mà nói về cái tuyên truyền về những cái nội dung cho cái mảng xanh, làm cho khu phố nó xanh sạch đẹp thì dân thích lắm. Mong rằng thành phố chúng ta sẽ có một môi trường sống xanh sạch đẹp và đem lại một cái không khí trong lành cho bà con của thành phố Hồ Chí Minh.